Sau đây là một số tin vắn kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 820 ngày 11 tháng 4 năm 2024 về kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2024. Quyết định này nhằm thực hiện giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023. Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo phương thức giám sát trực tiếp và gián tiếp. Đối tượng giám sát là các cơ quan đại diện chủ sở hữu báo cáo có phát sinh đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2023. Bộ Tài chính giao Cục Tài chính doanh nghiệp, vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện giám sát đối với các trường hợp có báo cáo phát sinh đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Các cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm thực hiện giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, lập báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 và gửi về Bộ Tài chính theo quy định.